Hiện nay mọi người trong xã hội phổ biến nhất là kiếm tiền. Trong đầu óc đều nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền, có thể kiếm được tiền hay sao? Nếu có thể kiếm được tiền, xin thưa với quý vị thì tôi không đi học Phật, thì tôi chuyên môn đi học kiếm tiền. Kiếm không được. Vì sao kiếm không được? Vì trong mạng không có. Người ta phát đại tài, làm ăn lớn, buôn bán lớn. Còn trong mạng của ta không có tài, họ đem việc làm ăn buôn bán giao cho ta hết. Ta làm không tới một tháng thì là thất bại, bị phá sản. Là nguyên nhân gì? Vì trong mạng không có tài. Phải hiểu được điều này. Giàu sang ở trong mạng có. Trong mạng có tài, muốn bỏ cũng không bỏ được. Trong mạng không có tài, lại nghĩ ra phương pháp kiếm tiền cũng kiếm không được. Bạn đi trộm cắp, trộm được vẫn là trong mạng của bạn có. Nếu trong mạng của bạn không có thì nhất định là trộm không được. Trong mạng ta không có đi trộm, khi chưa trộm được thì là đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì trong mạng không có, cho nên kể cả trộm, trộm được, giật được đều là trong mạng có. Bạn nghĩ xem có oan uổng hay không? Bạn không trộm không giật, chỉ là chậm 2 ngày thì có được. Trộm giật là sớm được 2 ngày thì là trong mạng có, đều là trong mạng có. Cổ nhân thường nói, quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Hai câu này nói được rất có đạo lý, nói được rất sâu sắc. Nếu trong mạng có tài, bất luận bạn làm nghề nghiệp nào, cái nghề nghiệp đó là duyên, nhân có duyên thì quả báo hiện tiền. Là do trong đời quá khứ tu nhân. Cái nhân của giàu có là gì? Là tài bố thí. Bạn không tu tài bố thí thì bạn làm sao có tài? Quả báo được thông minh trí huệ là do pháp bố thí. Tu pháp bố thí thì được thông minh trí huệ. Quả báo được khỏe mạnh sống lâu thì Phật dạy cho chúng ta phải tu vô úy bố thí. Cái gì gọi là vô úy bố thí? Tức là tất cả chúng sanh khi nhìn thấy bạn thì vui mừng, không sợ bạn, gọi là vô úy. Trong tam phước, điều thứ nhất là lòng từ không sát. Bạn không giết chúng sanh, không làm hại chúng sanh, thì chúng sanh nhìn thấy bạn đều sanh lòng vui mừng. Quả báo của bạn là khỏe mạnh sống lâu. Nhân như thế nào thì nhất định quả như thế đó. Không tu nhân mà mong cầu quả báo, không có chuyện tốt như vậy. Cho nên chúng ta mong cầu giàu có, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu, thì bạn nhất định phải tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Con người tôi lúc còn trẻ không có phước báo. Đã bần lại tiện. Bần là không có tiền của, tiện là không có địa vị. Vả lại mạng sống ngắn ngủi. Rất nhiều người xem tướng bói mạng, họ nói tôi chết non, tôi tin tưởng. Năm 26 tuổi tôi gặp được, tôi gặp được Phật Pháp. Cho nên tôi phải hiểu rõ minh bạch những đạo lý này rồi, sau đó hoàn toàn sửa lỗi những thói quen, thói hư, tật xấu trước kia.
Tôi học Phật, quyển sách đầu tiên là Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc đó lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi. Tôi đã xem mấy chục lần, tôi rất là cảm động. Những thói hư tật xấu năm xưa của ông Viên Liễu Phàm tôi hoàn toàn có hết. Cũng điều đã phạm, phước báo của ông ta lớn, tôi không sánh bằng, phải làm sao đây? Đây cũng là một cảnh giác rất lớn cho tôi. Sau khi đọc xong, trong tâm phản tỉnh, phải hồi đầu. Gặp được Phật Pháp thì mới thật sự gọi là được cứu. Tôi thật sự đã hồi đầu.